rồi. Đâu có con cá không kiếm được chứ. Vâng vâng. Vào suối thì rất là nhiều. Sẽ thu cái nắng đầu tiên. Ôi chỗ này có cái thác đẹp ghê nhỉ, to đẹp đấy. Có nào không anh? Nhiều tôm á. Đâu đâu anh xem nào. Nhiều tôm rồi. Đây. Anh đổ ra. Nhìn thấy. À đây 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 có con này. Ôi à. Ôi giời. Đây gần đá này. Ô. Nhiều không? Mồi. Nhiều nhiều đây. Vẫn còn đấy. Ôi trời. Ôi giời. Cái đung này nhiều không? Em không nghĩ là nhiều này đâu. Ôi. Vẫn còn này. Đấy. Thích thế. Ôi. Ê tôm tươi luôn mọi người ơi này. Đấy. Mùi còn tươi nguyên này. Con bay cả ra ngoài này. Ý. Đợt cái nước vào. Đây đây đây. Anh cho cái nước vào đây. Wow. Nhiều ghê nhỉ. Đây là cái đầu tiên đấy mọi người ạ. Cái đầu tiên nó được bằng này ăn tôm rồi. Tính ra là nhiều hơn là trong khoái mì tôm Hảo Hảo với anh ạ. Còn cái nào ở đây không anh? Không, ở trên lên trên kia ra. Lên trên nữa à? Vâng vâng vâng, anh đặt đi để yên xong xong để yên em cầm này. Ôi cái này bây giờ chắc mang về đổ bơm nước đi, cầm nước này em xách là được. Vâng. Cứ đổ đây cứ cho ít ít thôi cho nó sống thôi. À. Rất nhiều tôm mọi người ạ. Đi đi. Vâng vâng, đi đi. Đi lên trên thu mấy cái kia ra đi. Đây, đến chỗ thứ hai mọi người ạ. Đây. À, cái chỗ này nó bé hơn kia. Anh đặt ngay đây. Ở đây cũng có này anh. Đâu anh? Đây này. Ui. Khéo nhỉ. Đấy. Con này cho con cá à? Đâu anh? Đây. Đá hết chưa? Kẹt. Kẹt đá này. Nhặt ra, nhặt ra. Ít à? Cái chỗ này thấy nước xiết xiết, khả năng cũng ít thật. Nó phải có chỗ nước đọng đọng, nó tù tù cơ. Đá. Nó mắc cái gì vậy? Đá, đá. Đấy. Ờ, được có mấy con à? Một hai con. Chết nhiều hai cái nữa. Đặt có mấy... Bỏ đây em ơi, bỏ đấy. Đây, đây, đây. Có không anh? Không, cái... đùm này sáng em ngồi em xem là thấy có mà. Sáng hơi nghịch có mà. Không biết là đánh được không? Ấy hả? À? Nhiều phết đây. Nhiều phết đấy. Ôi, cái này vẫn bé thế. Này. Đây, còn tôm này to. Ấy, đâu rồi? Chết rồi, nhảy ra ngoài. Đây, này, này. Ý. Quấy. Cứ đánh tách, nhảy đánh tách luôn. Wow. Ui, cái này ăn tới lấy.